Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 13 Xin mời mở bản kinh ra. lần trước Giảng đến Phật dạy cho Cô Bà La Môn Dùng phương pháp niệm Phật Là có thể biết mẹ của mình Sau khi chết Thần hồn Thác sanh vào chỗ nào chúng ta biết phật pháp đại thừa tiểu thừa pháp môn vô lượng vô biên nghĩa là pháp môn nào cũng có thể thành vô thượng đạo tại vì sao phật không dạy cô dùng phương pháp tham thiền dùng phương pháp trì giới hay phương pháp trị chú tại vì sao không dạy cô những phương pháp này mà đặc biệt dạy cô pháp môn niệm phật hàm nghĩa ở trong đây chúng ta nhất định phải hiểu bất kỳ pháp môn nào cũng có thể đắc định đều có thể khai quệ Tổng cương lĩnh tu học của Phật pháp chính là định huệ. Điều này các chị nhất định phải biết. Cho nên vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ. Đều là con đường khai trí huệ. Phương pháp con đường khác nhau, nhưng mục tiêu đạt đến là hoàn toàn giống nhau. Nhưng ở trong đây Thật sự Có sự khác biệt khó hay dễ Tùy theo căn tánh Chỉ có pháp môn niệm Phật Là bao trùm khắp cả ba căn Bất luận là căn tánh lanh lợi Hay chậm lụt Hơn nữa thành tựu nhanh chóng vững chắc dễ dàng Cho nên Ngài dùng pháp môn này để dạy cho cô Cô quả nhiên rất tài giỏi Trong pháp môn của chúng ta mà nói Cô là thuộc vào hạng căn tánh thượng thượng là người căng tánh bậc thượng Bởi vì cô một ngày một đêm Đã được nhất tâm bất loạn Là đắc định rồi Cảnh giới trong định hiện tiền Cô mới tự mình đích thân nhìn thấy được Nếu Phật nói cho cô biết Mẹ cô đã sanh về cõi trời đau lợi Đã sanh thiên được ba ngày rồi Thì chưa hẳn cô có thể tin vì không thực tế Cô sẽ nghĩ có lẽ đây là lời Phật An ủi mình Nhìn thấy mình rất đáng thương nên an ủi Chứ chưa hẳn là thật Cô nghĩ Phật không nói dối Có lẽ là thật nhưng niềm tin này cũng không chắc thật Đích thân vào trong địa ngục nhìn thấy Vì thì không còn gì để nói nữa rồi Hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sanh thiên vậy Nhất định không phải do Phật lực Hôm qua nói với các chị rồi Nhờ sự tăng thượng duyên này Của mẹ cô Khiến cho cô Dũng mãnh tinh tấn Chỉ trong một ngày thành tựu Niệm Phật Ta muội Mẹ cô là nhờ công đức này Mà sanh thiên Nếu bản thân cô Không dũng mãnh tinh tấn Không đạt được Niệm Phật ta muội thì phước mà mẹ của cô được sẽ không lớn như vậy mẹ cô được phước lớn hay nhỏ là do công phu tu trì của bản thân cô sâu hay cạn mà thôi như vậy thì cái lý này nói mới thông mới là hợp tình hợp lý hợp pháp cho nên trước đây khi con cháu thăng quan tiến chức thì cha mẹ và ông bà tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng tại vì sao triều đình phải phong thưởng cho cha mẹ và ông bà tổ tiên họ vậy chúng ta xem thấy trong lịch sử khi triều đình phong quan tuy cha mẹ họ không còn ở đời qua đời rồi nhưng vẫn phong tước vị cho cha mẹ ngang bằng với tước vị của bản thân họ vì sao vậy họ là con có hiếu thành tựu của họ là do cha mẹ chăm sóc Dạy bảo mà nên họ vì báo ơn cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn cha mẹ ông bà đều là tăng thượng thiện duyên đối với họ vì đạo lý này nên triều đình mới phong thưởng đạo lý này phủ khắp tất cả bất kỳ cõi nước chư phật nào phủ khắp hư không pháp giới đều được tất cả chúng sanh khẳng định chúng ta nói chân lý vĩnh hằng bất biến là ở chỗ này chúng ta đọc kinh này mới biết làm thế nào siêu độ mới chợt nhận ra siêu độ được lợi ích gì đây là thật không phải là giả kinh địa tạng là kinh căn bản trong phật pháp đại thừa chúng ta Thật sự bà nói Phải giảng kỹ càng Nhưng chúng tôi lần này Bị hạn chế bởi thời gian Chúng tôi chỉ giảng 20 lần 40 giờ đồng hồ Nên không thể nói tỉ mỉ được Tương lai chúng tôi Nhất định tìm thời gian để giảng giải Tường tận tỉ mỉ hơn Khi này là pháp căn bản tu học của chúng ta Nhất định không được lơ là Chúng ta xem tiếp Kinh Văn Thời Ba La Môn Nữ Tầm lễ Phật dĩ Thức quy kỳ xá Dĩ ức mẫu cố Câu nói này rất quan trọng Tại vì sao cô có thể y giáo phụng hành Tại vì sao có thể ngồi ngay thẳng niệm Phật vậy Ngồi ngay thẳng niệm Phật Chính là dùng tâm chân thành Nhất tâm niệm Phật Dĩ ức mẫu cố đây chính là phát tâm bồ đề Là tương ưng với nguyên tắc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm Đoàn tọa niệm giác hoa định tự tại chương như lai Kinh nhất nhật nhất dạ Cô không ngủ nghỉ Chúng ta xem thấy trong tình độ Thánh Hiền Lục Pháp Sư Ấn Kha Triều Tống Trong truyện ký ghi chép Vị tỳ kheo này phá giới Tạo tác rất nhiều nghiệp ác Ưu điểm lớn nhất của ông Là tự biết mình Đã tạo ác rất nhiều rồi Nên tương lai nhất định đọa địa ngục Ông tự mình biết đã biết rồi mà sao vẫn còn tạo kịp vậy tập khí quá nặng khi gặp phải duyên ác bản thân ông không thể khống chế mình được nhưng biết tương lai sẽ đọa địa ngục rất đáng sợ nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ ông liền thỉnh giáo với bạn đồng tu bạn đồng tu mới tặng ông quyển giảng sanh truyện sau khi xem xong ông vô cùng cảm động đóng cửa lại niệm phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngay cả nước cũng không uống niệm một mạch đến ba ngày ba đêm cảm a di đà phật xuất hiện trên kinh di đà nói nếu một ngày nếu hai ngày nếu ba ngày cho đến bảy ngày chúng ta nhìn thấy rồi đây là thật chứ không phải giả Chúng ta niệm Phật niệm đến 7 ngày Niệm đến 49 ngày cũng không nhìn thấy Phật Là do cách niệm của chúng ta Không đúng như Pháp Khi niệm Phật vẫn còn vọng tưởng Vẫn còn tạp niệm Nên không có cảm ứng Còn cô niệm Phật là một tạp niệm cũng không có Giống như oánh kha Bởi vì Sợ địa ngục Cứu mạng khẩn cấp Nên cũng không có một tạp niệm nào đây là người căng tánh bậc trung Thánh nữ Bà La Môn là người thượng căn Một ngày một đêm là thành tựu Pháp sư Ấn Kha là ba ngày ba đêm mới thành tựu Chí thành khẩn thiết Cảm động Phật đến ứng Đây là một ngày một đêm Được niệm Phật tam muội đây là được sự nhất tâm bất loạn Hốt kiến tự thân đáo nhất hải biên Kỳ thủy dũng phất Đa chư ác thú Tận phục thiết thân Phi tẩu hải thượng Đông tây trì trục Kiến chư nam tử nữ nhân Bách thiên vạn số xuất Một hải trung bị chư ác thú Tranh thủ thực đạm Đây là cảnh giới hiện ra trong định của thánh nữ bà la môn cô nhìn thấy rồi nhìn thấy hiện tượng địa ngục nhìn thấy rất nhiều người đang ở đó chịu tội Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây Hữu kiến dạ xoa Dạ xoa là quỷ đói trong địa ngục Kỳ hình các vị Hoặc đa thủ Đa nhãn Đa túc Đa đầu Tẩu nha ngoài xuất Lợi nhận như kiếm lợi nhận như kiếm là ý nói răng của nó rất sắc bén Khô chư tội nhân sử cận ác thú thú dữ trong địa ngục quá nhiều đều ở trong đó để ăn người ăn những tội nhân đó tội nhân nhìn thấy thú dữ đương nhiên là bỏ chạy những quỷ và dạ xoa này đuổi theo bắt những tội nhân này cho thú dữ ăn thịt không những đuổi bắt họ Phục tự bát quật Bác quật là Đánh bằng roi Lôi đi ném Đầu túc tương tự Kỳ hình vạn loại Bất cảm cửu thị Chẳng dám nhìn lâu Là không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng ấy nhìn thấy trong lòng bủn rủn đây là hình ảnh người tạo tác ác nghiệp trong thế gian của chúng ta đọa vào trong địa ngục thọ khổ thánh nữ bà la môn đích thân nhìn thấy Kinh văn dưới đây Thời ba la môn nữ Dĩ niệm Phật lực cố Tự nhiên vô cụ Cô nhìn thấy cảnh tượng địa ngục này Đây là lực của niệm Phật tam muội Giúp cho cô nhìn thấy Những cảnh tượng này Mà không có kinh sợ Nhưng cô có tâm thương xót Không những tâm nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm này cô vào trong địa ngục trong địa ngục cũng có người đến chào hỏi cô hữu nhất quỷ vương danh viết vô độc khể thủ lai nghinh bạch thánh nữ viết thiện tai bồ tát hà duyên lai thử cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy một là người phạm tội vào trong đó để thọ tội một loại khác nữa là Bồ Tát vào địa ngục để độ hóa chúng sanh Chỉ có hai hạng người này Ngoài hai loại người này ra Dù địa ngục ở trước mặt bạn Bạn cũng không thể nhìn thấy Trước đây, lão cư sĩ Chu Kính Trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện Câu chuyện này là thật Ông viết trong trước tác của ông vai chính trong câu chuyện này là cha vợ của ông tiên sinh trương thái viêm lúc trương thái viêm còn sống đã từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế phán quan dùng cách nói hiện nay để nói chính là tổng thư ký địa vị rất cao ở trung quốc có ngũ nhạc ngũ nhạc là đại quỷ dương quản lý mấy tỉnh quản lý năm sáu tỉnh đây là đại quỷ dương địa vị của họ chỉ thấp hơn vua diêm la vua diêm la giống như là hoàng đế quản lý toàn quốc ông giống như là một chư hầu quản lý một phương rộng hơn một tỉnh ông là người học phật biết được hình phạt trong địa ngục rất thê thảm vô cùng tàn khốc ông có tâm nhân từ có một hôm kiến nghị lên đông nhạc đại đế là có thể đem hình phạt bào lạc trong địa ngục bỏ bớt đi được hay không bào lạc là gì đốt cột sắt đỏ lên rồi sau đó bắt tội nhân ôm lấy cột đây là hình phạt vô cùng tàn khốc chúng ta nói là hình phạt không nhân đạo ông hy vọng đông nhạc đại đế có thể có tâm nhân từ bỏ bớt đi loại hình phạt tàn khốc nhất này đông nhạc đại đế không trả lời chỉ sai hai quỷ nhỏ đến dắt chương thái viêm đến chỗ xử tội trên thực tế để xem Trường thái viêm liền đi theo hai con quỷ nhỏ này để xem đại khái đi được một quãng đường tương đối xa thì hai quỷ nhỏ này nói với ông là đến rồi chỗ sửa tội là ở chỗ này nhưng ông nhìn không thấy ông mới chợt hiểu ra trên kinh phật nó là cảnh giới do nghiệp lực của mình biến hiện ra chứ không phải do vua diêm la tạo ra vua diêm la không có cách gì quỷ bỏ được là do nghiệp lực của chính bạn biến hiện ra Vậy mới hiểu được đạo lý trên Kinh Phật nói Đủ dạng cảnh giới Dụng cụ tra tấn trong địa ngục này Nào là giả xoa Ngạ quỷ Đều là hình tướng do mình tạo tác nghiệp ác Mà biến hiện ra Là giống như nằm mộng vậy Tướng có Nhưng thể thì không sự có lý không Nhìn thấy cảnh tượng muôn ngàn khác biệt Là do ý nghĩ vọng tưởng lung tung của mình biến hiện ra Cho nên Phật nói rất hay Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Ba đường ác cũng là tâm tưởng sanh thì tại vì sao trong tâm có ác niệm chúng ta hiểu rõ đạo lý này mới biết nếu như không muốn nhìn thấy ba đường ác thì nhất định phải đem những niệm ác ở trong tâm này không những là ác khẩu mà thân tạo nghiệp ác cũng không được phép có ý nghĩ cũng không được phép có Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả cảnh giới đều là pháp, pháp giới. Không có cái nào không phải là từ tâm tưởng sanh. Người có định công sẽ nhìn thấy. Thánh nữ Bà La môn vừa được niệm Phật Tam muội bởi vì cô thương nhớ mẹ Nên cảnh giới này liền hiện tiền Quỷ vương vô độc Đến tiếp đón cô Khể thủ Đây là lễ bái Đón tiếp cô rất lễ phép Hỏi cô Thiện tai Bồ Tát Thiện tai là hoan nghênh Hiếm khi được Bồ Tát Quang Lâm đến địa ngục Nhưng không biết Ngài là vì nguyên nhân gì mà đến nơi này Mời xem kinh văn dưới đây thời ba la môn nữ vấn quỷ vương viết thử thị hà sứ vô độc đáp viết thử thị đại thiết vi sơn tây diện đệ nhất trùng hải đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiết vi đây là cảnh giới mà con nhìn thấy núi đại thiết vi rốt cuộc là ở đâu? Phật nói tên kinh ở trong tứ đại bồ châu này của chúng ta là núi tu di. rốt cuộc núi tu di ở đâu vậy? bảy tầng núi tám tầng biển bảy tầng núi ở đâu vậy? trên kinh nói biển nước mặn. chúng ta hiện nay nhìn thấy nước biển có gì mặn? Những gì Phật nói Không phải cảnh giới của Phạm Phu chúng ta Phạm Phu chúng ta không nhìn thấy Cảnh giới này có hay không vậy? Nhất định là có Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy gì? Chúng ta không có khả năng đột phá tầng không gian Nếu chúng ta có định công Có thể nhìn thấy không gian 4 chiều Không gian 5 chiều Không gian 6 chiều thì những chân tướng sự thật này nhất định sẽ ở ngay trước mắt địa ngục này tầng biển thứ nhất phía tây đuối thiết vi thánh nữ bà la môn nhìn thấy ở trong định trong định sẽ đột phá giới hạn chúng ta biết ở trung quốc thời triều đường đại sư trí giả đọc Kinh Pháp Hoa nhập định Ở trong định Ngài nhìn thấy Núi Linh Thú Nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật Vẫn còn giảng Kinh Pháp Hoa Ở núi Linh Thú Ngài còn tham dự Nghe một buổi Đây chính là nói Khi ở trong định Ngài đã siêu diệt thời gian Đại sư trí giả Cách thích Campo Ni Phật Đại khái là 1.700 năm Đây là Ngài có thể quay về quá khứ Bản thân ngồi thiền Như như bất động Ở núi Thiên Thai Ngài có thể nhìn thấy núi Linh Thú Ở Ấn Độ Đây là đã siêu diệt không gian Cho nên chỉ cần có định công trong định không có phân biệt chấp trước thì có thể đột phá thời gian không gian rồi quá khứ hiện nay có rất nhiều người tu định cũng biểu hiện ra năng lực này vậy thì chúng ta có thể tin được huống hồ thánh nữ bà la môn chân thành khẩn thiết dũng mãnh tinh tấn cô là được niệm phật tam muội nên cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục xin xem tiếp kinh văn thánh nữ vấn viết ngã văn thiết vi chi nội địa ngục tại trung thị sự thực phủ ngã văn là trước đây thường hay đọc kinh nghe kinh nghe phật nói ở trên kinh trong biển lớn trong núi thiết vi có địa ngục lớn hỏi quỷ vương đây có phải là thật sự hay không có thể thấy tuy thường hay nghe kinh thường hay đọc kinh cũng tin lời phật nói nhưng vẫn còn nghi vấn như thường nếu như không có hoài nghi thì đến nơi này việc gì phải đi hỏi quỷ vương chứ là không cần hỏi quỷ vương sau đó mới biết là xây dựng niềm tin khó biết bao phật ở trên kinh đại thừa những đại kinh đại luận như trong hoa nghiêm đại trí độ luận đã nhiều lần chứng minh khó có được niềm tin niềm tin là cội nguồn của đạo là mẹ của các công đức cội nguồn tu hành chứng đạo của bồ tát là ở niềm tin thật sự xây dựng được niềm tin không dao động thì tu hành chứng quả đâu có cần ba đại a tăng kỳ kiếp chứ không cần niềm tin của phàm phu chúng ta được gọi là đạo tâm xương sớm, rất dễ bị dao động một cơn gió nhỏ thổi qua đã liền mất hết niềm tin rồi còn thành tựu được gì nữa chứ chúng ta ở trên kinh đọc rất nhiều chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều điển hình từ xưa đến nay thế pháp phật pháp người bất hiếu với cha mẹ mỗi thầy phản đạo nếu như có thành tựu đều rơi vào trong ma đạo tương lai họ thành tựu không phải phật đạo mà là ma đạo là quỷ đạo chúng ta có tin hay không những điều này đều là phật nói trên kinh Họ được ma nhiếp trì. Chánh pháp nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ. Phụng sự sư trưởng, y theo giáo tu học như lý như pháp mà thành tựu. đây là điều chúng ta không thể không hiểu không thể không thể hội thật kỹ trong khi đọc kinh luận đại thừa vô đọc đáp viết thực hữu địa ngục trả lời một cách vô cùng khẳng định quả thật là có địa ngục con người sống ở thế gian này nó thật ra chúng sanh ở trong đường khác Của lục đạo Tạo ác thì ít Cơ hội Cơ duyên tạo ác rất ít Còn cơ hội tạo ác Ở nhân gian quá nhiều Thiên nhân ưa thiện mến đức Chỉ có A-tu-la tập khí chưa dứt Vẫn còn tiếp tục tạo ác nghiệp Chúng sanh trong đường ác Chúng ta nói cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ Cõi địa ngục chỉ là thọ tội Hoàn toàn không có cơ hội tạo ác cơ hội tạo ác ở cõi ngạ quỷ và cõi xúc sanh đều ít. Rắn độc thú dữ, tâm rất độc. Nó cũng giết hại chúng sanh khác, nhưng giết hại có hạn. Trong cả đời nó có thể giết bao nhiêu mạng gì? Chúng ta nhìn thấy những loài thú dữ như sư tử hổ này chúng ăn no rồi những động vật nhỏ khác chạy qua chạy lại ở bên cạnh chúng giống như không có nhìn thấy vậy chúng ta thường hay xem thấy thế giới động vật ở trên tivi cả đời chúng sát sanh ít đâu có sát sanh nhiều như con người vậy Con người sát sanh không nhất định là để ăn Nên dễ dàng tạo nghiệp nhất Người giết người Không phải vì muốn ăn thịt người Bạn xem ngày nay tạo vũ khí hạt nhân Một quả bơm hạt nhân thả xuống Có thể giết hại mấy chục đến mấy trăm vạn người bạn nói xem tạo tội nghiệp này nặng cỡ nào họ vì sao không bị đọa địa ngục chứ địa ngục từ đâu mà có vậy do ác nghiệp biến hiện ra tuyệt đối không phải là do phật tạo ra cũng không phải do quỷ thần tạo ra mà là do nghiệp lực của mình biến hiện ra Chúng ta xem tiếp kinh văn Thánh nữ vấn viết Ngã kim vân hà Đắc đáo ngục sở Thánh nữ liền hỏi quỷ vương vô độc Tại vì sao tôi có thể đến được nơi này vậy? Bản thân cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc Vô độc đáp viết Nhược phi uy thần Tức tu nghiệp lực Phi thử nhị sự Chung bất năng đáo Vậy là nói rõ rồi Giống như vừa rồi chúng tôi kể câu chuyện Trương Thái Viêm này Trương Thái Viêm không có tạo tội nghiệp địa ngục Cũng không phải là Bồ Tát Nên dù địa ngục bày ra ngay trước mắt ông Cũng không nhìn thấy Nếu bạn không phải thuộc một trong hai nguyên nhân này Thì đi vào địa ngục cũng không thể nhìn thấy Không nhìn thấy gì cả cần phải có hai điều kiện này điều kiện thứ nhất là uy thần đó là bồ tát vào trong địa ngục để độ hóa chúng sanh họ có thể nhìn thấy điều kiện thứ hai là nghiệp lực chính là bạn tạo tác tội nghiệp địa ngục quả báo hiện tiền thánh nữ hữu vấn thử thủy hà duyên nhi nãi dũng phất đa chư tội nhân cấp dĩ ác thú đây là hỏi vô độc tại vì sao nước biển này lại sôi sùng sục như vậy dũng phất là giống như nấu nước sôi vậy nước này rất nóng không phải mát giống như nước đun sôi vậy tình trạng của biển này là như vậy có nhiều tội nhân và thú dữ trôi nổi trong đó như vậy là nguyên nhân gì tình trạng này trên kinh lăng nghiêm nói vô cùng tường tận đem đạo lý Hiện tượng này Nói ra cho chúng ta rồi Gọi là tạo thập Tập nhân Thọ lục giao báo Tập là tập khí Bạn tạo 10 loại tập khí bất thiện Là 10 tập khí nghiệp ác nếu tạo thập ác thượng phẩm thì bạn sẽ cảm thọ quả báo lục giao ở trong địa ngục. Vô độc đã viết thử thị diêm phù đề tạo ác chúng sanh tân tử chi giả cảnh tượng mà thánh nữ nhìn thấy này diêm phù đề chính là trái đất của chúng ta chứ không phải nơi khác là quê hương của chúng ta Những người đó vừa mới chết Kinh tứ thập cửu nhật hậu Vô nhân kế tự vì tác công đức Cứu bà khổ nạn Sanh thời hữu vô thiện nhân Đương cứ bổ nghiệp Sở cảm địa ngục Tự nhiên tiên độ thử hải chúng ta đọc xong câu chúng sanh tạo ác này đọc đến những câu kinh văn này thấy sợn tóc gáy không phải nói người khác mà là nói chính chúng ta chúng ta khởi tâm động niệm lời nói việc làm giống như trên kinh địa tạng nói thấy đều là tạo tội hiện nay hằng ngày tạo niệm niệm tạo tạo không gián đoạn đến khi hơi thở dứt rồi thì làm thế nào đây chính là lời trong phật pháp nói bồ tát sợ nhân chúng sanh sợ quả bồ tát có tâm cảnh giác chúng sanh ngu si ngu muội khi quả báo chưa có hiện tiền thì coi như không không tin quả báo hiện tiền rồi thì hối hận không kịp cho nên mới dạy chúng ta đoạn ác tu thiện thế nào là thiện phật dạy cho chúng ta pháp cơ bản trong quán kinh nói ba loại tịnh nghiệp tam phước phật nói rõ ràng như vậy minh bạch như vậy ba loại này là chánh nhân tình nghiệp của ba đời chư phật đây chính là thiện làm trái lại với thiện chính là ác ác là mặt trái của thiện hành vi tạo tác của chúng ta trong đời này là tương ưng với bên phía thiện này hay là trái ngược lại với phía bên thiện này trái ngược lại tức là tạo ác tương ưng giới thiện thì phước báo ở nhân thiên tương ưng giới ác thì quả báo ở tam độ ở địa ngục tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là phước nhân thiên có thể làm được điều này thì đời sau hưởng phước ở hai đường nhân thiên không làm được thế thì xem tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo ở Tam Độ Tam Độ là Ngạ quỷ xúc sanh địa ngục Tùy theo bạn tạo tác nặng hay nhẹ Điều thứ hai là phước tiểu thừa Nếu như bạn có thể làm tương ưng Y giáo tu hành thì quả báo nhất định ở cõi trời Hưởng phước trời Nếu như tu hành có công phu Chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả Thế thì đi hưởng phước Ở cõi trời tịnh cư, ngủ bất hoàng thiên Nếu như làm trái lại Thì nhất định thọ báo ở địa ngục ngà quỷ Không có xúc sanh ở trong cõi người có xúc sanh, quả báo của xúc sanh nhẹ. Còn quả báo ở địa ngục ngạ quỷ thì nặng. Vì sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn điều thứ nhất. Nên bạn tu thành công thì phước cũng lớn. Nếu trái lại thì đọa lạc cũng khổ hơn Cùng một đạo lý Điều thứ ba là phước báo đại thừa Nếu bạn y giáo phụng hành Thì bạn làm Bồ Tát Siêu phàm nhập thánh Nếu làm trái lại Thì ác sẽ đọa địa ngục Không phải ngạ quỷ xúc sanh Mà nhất định đọa địa ngục Chúng ta phải làm cho thật rõ ràng thật sáng tỏ Lý sự Đều hiểu rõ Sau đó chúng ta mới tin sâu không nghi Công phu thường ngày làm ở chỗ nào vậy? Làm ở chỗ khởi tâm động niệm 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 tương ưng với Phật Niệm niệm tương ưng với Đạo đạo là gì đạo là chân như tự tánh tương ưng với tánh đức chúng ta đời này mong cầu giảng sanh mới có thể làm đến được sao có thể tạo ác được nữa chứ đời người khổ ngắn Nhất là thời đại hiện nay Loạn động tai biến trên toàn thế giới Rất vô thường Nhất định phải giác ngộ được Mọi thứ trên thế gian này Đều như mộng, như huyễn Không thể đạt được điều gì Đây là sự thật Chúng ta thử xem gần đây Kinh tế Đông Nam Á suy thoái Bao nhiêu người có tiền có của Bình thường mọi người xem họ là người rất tài giỏi Có nghe người ta nói họ đã tự sát rồi Tại vì sao tự sát phá sản rồi trên kinh phật nói tiền tài là của chung năm nhà chúng ta hiểu rõ rồi nên không dính mảy may một lòng hướng đạo chúng ta mới được cứu phật nói ở trên kinh tiền tài sắc đẹp danh vọng ham ăn ưa ngủ là ngũ dục là năm góc rễ của địa ngục nếu bạn tham luyến không từ bỏ trong kinh địa tạng nói cảnh giới địa ngục bạn sẽ có phần cảnh giới mà thánh nữ bà la môn nhìn thấy là do chúng sanh trên trái đất này chúng ta tạo tác ác nghiệp bạn thấy chúng sanh tạo tác ác nghiệp nhiều hay ít ở trong đây không phải nói người tin phật mới bị đọa địa ngục người không tin phật thì không bị đọa địa ngục không có chuyện này nếu như nói người không tin phật thì không bị đọa địa ngục vậy thì chúng ta đừng tin phật người không tin phật vẫn bị đọa địa ngục như thường bất luận bạn có tin hay không tin bạn tu thiện nhất định sanh thiên bạn tạo ác chắc chắn đọa lạc là đạo lý nhất định rồi Bất luận bạn có tin hay không Tân tử chi giả Kinh tứ thập cửu nhật hậu Không có con cháu vung bồi phước cho họ Sau khi người chết rồi thì làm thất Làm thất Đạo lý và cách làm này đều là xuất phát từ Kinh Địa Tạng Trên Kinh Phật nói Con người sau khi chết rồi Khi vẫn chưa đi đầu thai vào trong những đường khác Đây là thân trung ấm Thân trung ấm mỗi 7 ngày Là phải trải qua một lần biến dịch sinh tử quá trình này họ rất khổ cho nên khi đến 7 ngày thì làm phật sự siêu độ cho họ một lần để giảm bớt đau khổ cho họ tu phước cho họ sanh thời hữu vô thiện nhân là lúc sống không có làm được việc gì tốt đương cứ bổ nghiệp sở cảm địa ngục tự nhiên tiên độ thử hải Tự nhiên là không có bất kỳ người nào ép buộc họ. Địa ngục không phải do con người thiết kế, cũng không phải do Diêm La xây dựng ra. Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền mới có hiện tượng này. Chúng ta tiếp tục xem kinh văn phía dưới. Hải đông thập vạn do tuần. Hữu hữu nhất hải kỳ khổ ội thử. Bỉ hải chi đông hữu hữu nhất hải kỳ khổ phục bội. Càng đi vào bên trong, tội nghiệp càng nặng. Nỗi khổ mà họ chịu còn tăng hơn rất nhiều lần. so với những gì bạn nhìn thấy ở đây cảnh hiện nay bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất đây là bạn nhìn thấy người tạo tác nghiệp ác nhẹ người tạo ác cực nặng bạn chưa nhìn thấy tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm cộng hữu nghiệp hải kỳ xứ thị giả cảnh mà bạn nhìn thấy chính là biển nghiệp ở trong kinh phật nói Biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân, ngữ ý. Tạo tác nghiệp ác, bất thiện. Mới bị quả báo này. Địa ngục như vậy. thập pháp giới cũng như vậy hiện tượng này đều là từ tự tâm biến hiện ra trên kinh hoa nghiêm nói một nguyên tắc chung cương lĩnh chung là duy tâm sở hiện duy thức sở biến duy tâm sợ biến là trong đây không có thức không có thức chính là không có vọng tưởng phân biệt chấp trước cái gì phải biết vọng tưởng là a lại gia chấp trước là mạc na phân biệt là ý thức thứ sáu nếu như không dùng tám thức không dùng tám thức 51 tâm sở thì đó chính là duy tâm sở hiện. Cảnh giới của duy tâm sở hiện Phật ở trên kinh gọi là nhất chân pháp giới. Nếu như bạn rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đã tạo nên biến đổi trong nhất chân pháp giới rồi. Là duy thức sở biến rồi, là tùy theo nghiệp lực của bạn nghiệp lực chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra mười pháp giới mười không phải là con số cái gì phải biết mười là đại biểu cho vô tận bạn xem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người đều khác nhau không giống nhau nên pháp giới mà mỗi người biến hiện cũng khác nhau nên Pháp giới là vô lượng vô biên Nếu như rơi vào tham sân si mạng Thì cảnh giới biến hiện ra Chính là biển nghiệp mà chỗ này nói Đây là thánh nữ đích thân nhìn thấy Mời xem kinh văn Thánh nữ hữu vấn quỷ vương vô độc viết Địa ngục hà tại Cô liền đến hỏi xem địa ngục ở đâu Vô độc đáp viết Tam hải chi nội thị đại địa ngục Biển nghiệp mà Ngài nhìn thấy hôm nay Biển nghiệp này chính là địa ngục Kỳ số bách thiên Các cát sai biệt Địa ngục lớn còn có những địa ngục nhỏ kèm theo Sở vị đại giả cụ Hữu thập bát. Đây là người thế gian chúng ta thường nói 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là nói địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách, khổ độc vô lượng, thứ hữu thiên bách, diệt vô lượng khổ. Địa ngục lớn. Ở trên kinh Phật nói có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết Địa ngục lớn đều ở bên dưới núi Thiết Vi Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ móc gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này Hồi hướng đến hương linh nhà giáo Cụ Phan Thế Phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật 能。